네네네. 랜디 랜디. 오락락락락. 네네. 어떻게 돼요? 3월 Lát thế Hiếu ơi. Em map này em hình như em mới lốt thì sao ấy. Sao lại phải Đây là lốt lần từ đầu map 1, chưa. what the fuck. Bởi vì là em đây là lần đầu chơi map này trên trên máy này mà. Bình thường Nhưng em mà toàn lại cái chơi bọn cái gọi là mấy cái trang cái online đã kêu gọi từ thiện ủng hộ cái gì chung cư bị cháy xong rồi. À nó làm cho cái khoảng cách ban đầu game ra xa rồi nhỉ? Không gần như ngày xưa nữa. Cái quạt nó quay vòng cung đấy ban đầu nó thuộc về cái Exlip đúng không? Tức là ban đầu nó không có version middleless bắn để zone bằng bằng cái fan mid thế đâu,
nó bắt buộc phải dùng ba thì mình đem lên một cái fan mid được. Để ở sau game nó, thằng dev nào nó tách cái đấy ra, thế là bây giờ con này có một quả zoning mid free luôn, vừa zoning vừa high vừa mid ạ. Mình chắc game này không phải là cái zone đó. Chứng tỏ là mấy chọn cái stage là có một số cái dài cái này bắt cả đáy bắt Hello. Anh bấm nhầm. Alo, mấy ơi. Hả? Nãy tôi vừa nhìn thấy cái đấy vừa thôi. Nhưng mà update được. Nó không update được ấy, không hiểu. Sách phải update, nó sẽ download một cái file tầm 100 MB rồi. 100 MB hay 500 MB nhỉ, phải trả nhiều lắm. Đây này này, có đúng mấy cái này không? Từ 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 từ
chắc là giống trông giống anh cứ chơi pháp biết đi. Đây luôn mà tôi ấn không được. Cái từ sao này nhìn cũ thế? Cũ cũ mà. Lên Google search cái bản mới nhất đi. À. Giờ Hiếu ơi đánh nhá, Hiếu ơi, đánh đánh rồi. Hiếu ơi, Hiếu ơi. Ok, để thử. Đây đây. Bitch đi bác, sao con ra cái đấy? Có cốc biển cũng thế, cốc biển và cung gì cũng thế. Không, anh vừa lock xong. Get Tano wins.
What? Thấy đâu? Oh, xin. Anh vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ. Round 1 nhau quá. Cảm giác con Kitana phải có combo đang có 40%. Rồi tôi đầy đầy rồi. Rep time một cái. Ủa nhưng mà em hỏi nhá, con Camel Darius ở trong phần này là làm có câu chuyện hay là ở một nhân vật mà Daryl Ram đã kêu? Ê, đem đá. Đây thì cúi được không? Ông nào cầm một Melina hộ tôi xem có cái nào là armor không? Vì tôi thấy đéo có luôn. Tao bước cái bộ khó lắm rồi. Ừ. Nó là gì đấy? Đây, ném 3 đòn khác nhau, 3 cái quạt đây. Mỗi quạt là một input khác nhau mà. Một loại quạt.
Thế đó, những cái projectile thì không break được. Nhưng mà Fatal Blow rất là, mặc dù rất ở rất là xa, full screen luôn nhưng vẫn break được nhá. Round 1, fight. Tài nguyên vô tận luôn. Round 1, fight. Em nhìn thấy một con rết mà K11 nhìn biết combo đó. Ủa nhưng mà cái nhảy lên ném của con Kitana nó là mít đúng không? Mít không, bỏ mít. Ném gì? Hiệu quả lắm. Nó là mít hay là cái Long? Đây là cái là hai này. Nãy thấy nó dính trong kiểu trong cảm giác kiểu như là break đâu. Rồi. Ôi đừng quên nữa. Đấy. Là hai. Đó là hai. Chắc cái ném quạt của nó thôi mà. Trông như một đòn mít. Thấp quá. Bình thường ném bình thường người khác ném là nó ném kiểu ở trên cao ấy. Con này là lộn ngược người ra, lộn ngược người xuống để hạ cái quả xuống thấp hơn xong nó mới ném. Thế nên nó rất là khấm. Round 1, fight. To với cái đấy á.
Anh đi ăn đi anh đi. Không hiểu. Ừ, rồi đi ăn.